Em xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Em là bên kênh bán hàng của HDK. Thì hôm nay em làm tới đâu thì em chia sẻ cho cô chú anh chị một chút kiến thức về xe máy tới đó. Thì đây là em chỉ chia sẻ theo cái kinh nghiệm của mình và theo một cái hướng mình coi cho vui cũng được như cô chú anh chị. Thì đối với em á thì em không có xài hàng trôi nổi, em chỉ xài những cái hàng công ty thôi. Công ty thì cô chú anh chị biết rồi, bán thì giá nó sẽ mắc hơn những cái hàng trôi nổi rất là nhiều, nên em cũng không, nhưng mà nó lệch giá không nhiều của chú anh chị, nó là thí dụ mười mấy ngàn vậy đó, còn hơn là mình mua hàng trôi nổi không biết nguồn gốc chắc chắn. Thì đây thì mình có nhập những cái lô hàng đầu năm nè, đối với bố ba cục của xe số á, thì đây là những cái ba bao bì của FCC là như thế này. Thì đây nè, thay vì vô hãng thì người ta sẽ đóng bao bì của Honda, ở ngoài thì người ta đóng bao bì FCC. Thì cô chú anh chị nếu cầm trên tay thì sẽ phân biệt được. Thì đây từng cái phôi sắt này, từng cái này thôi. Thì đối với FCC, những cái bố ba cục của FCC làm ra thì càng ngắn. Thì cô chú biết chị sẽ biết sao không? Những cái đời quay S, quay 510 nè, đối với phiêu neo phiêu ít á, thì những cái bố càng dài thì chạy nó cũng hơi giật giả, nên FCC làm càng ngắn của chị gì. Thì cái bố tiếp xúc nó cũng vậy thôi, thì càng dài nó cũng không ăn hết bố đâu, đó là những anh thợ có kinh nghiệm để chia sẻ. Dù càng dài thì cũng ăn không hết bố nha cô chú anh chị, ăn hết bố là đợi chừng nào cái chuông hơi lúng á cô chú anh chị thì nó sẽ mới bắt đầu ăn hết bố. Thì theo kinh nghiệm của mình thì càng ngắn càng dài thì cũng như nhau nha cô chú anh chị, chạy thì nó cũng vậy thôi, thì càng ngắn thì đỡ giật giả, còn càng dài thì nhìn nó đẹp mắt nha cô chú anh chị. Thì mình cũng giới thiệu luôn, đây là những cái bố ba cục này, còn đây là bố lẻ của tay ga. Nó lẻ tay ga là như thế này nha cô chú anh chị. Bố lẻ thì cô chú anh chị chịu khó về gáp càng thì đỡ chi phí được khoảng chừng 100-120 giữ tiền cái phôi càng thôi, cái phôi thôi. Thì đây là bố ba cục lẻ của 110. Thì bố trong hãng ấy, cô chú anh chị, nó nhiều khi nó màu vàng như cô chú anh chị, do FCC nó tránh né cái độc quyền trong hãng thôi, là màu xanh, xanh hơi mờ một tí xíu. Thì đó là những kinh nghiệm mình làm hàng. Ở đây nè cô chú anh chị, đây là những cái lá bố của lá thép nè, lá thép của rim. Thì đây là những cái thiếu sót mà mình nhập lại trong kho. Lá thép của rim là như thế này cô chú anh chị, thay vì mà ở trong hãng người ta sẽ tách ra đóng từng cái lá rồi bao bì Honda, còn FCC người ta đóng một cái hộp như là ba lá nè. Cái lá thép này rất là quan trọng nha cô chú anh chị, nó sẽ chống trượt bố nồi nè và nó sẽ làm cho nó bóc bố hơn. Thì đó, những đề quay rim á thì nó không có làm cái chấm để nuôi nhớt, những cái đời sau như có làm những cái chấm là chấm nuôi nhớt. Thép này đặc biệt là thép chất lượng như của chính chị, chứ không phải như cái thép mình mua trôi nổi nhìn như trường là thép non, vô nó trượt bố rất là nhiều. Còn đây dưới đây là tiếp tục là những cái đầu chuông á, đầu chuông thay vì vô hãng thì người ta đóng cái bao bì Honda, ở ngoài thì người ta đóng cái bao bì FCC. Thì đầu chuông á là trên cái chuông là như thế này cô chú anh chị. Nếu là hàng xịn, cô chú anh chị, mình nói với cô chú anh chị thế này, nếu là hàng xịn trên cái cuốn chuông lúc nào cũng có mã số. Đây, cuốn chuông. Đây, cuốn chuông là chỗ này cô chú anh chị, rất là mình và có cái mã số. FCC là và Honda là một. Ví dụ của Thái Lan hay gì đều có mã số hết. Thái Lan gì đó là gì, cái nồi là do FCC gia công hết nha cô chú anh chị. Thì FCC là một công ty đứng đầu về cái ngành nồi rồi. Nồi đó, nồi con á là FCC, đây là chuông này. Rồi trong hãng thì người ta sẽ chạy ở FCC, người ta chạy cái chỉ để né cái độc quyền của hãng thôi. Thì nó giống nhau hoàn toàn. Mình có cái clip cân trọng lượng rồi nha cô chú anh chị. Đây là những cái đầu chuông của quay S110 nè. Thì thật ra quay S110 với quay 100 á, chuông này giống nhau cô chú anh chị, mà mình không có nói cho cô chú anh chị cho rối thôi. Thật cả hai cái chuông này giống nhau và những cái tầng răng lại giống nhau hết nha cô chú anh chị. Thì những anh kỹ thuật nào mà rất là kỳ cựu gần kinh nghiệm thì có thể gáp luôn những cái bộ nồi thì được, chứ cho quay rim mình thường luôn, chỉ đổi một chút xíu là gáp được rồi. Nhưng mà mình không muốn nói cho cô chú anh chị rối, tại vì nó như nhau thì cô chịu chú anh chị mua đúng cái mã thì nó vẫn hay hơn. Đây là những cái đầu chuông đóng hộp như thế này, đây là những cái đầu chuông chính hãng nha cô chú anh chị. Thì mình mong muốn cô chú anh chị hiểu gì FCC, chính hãng của FCC cũng như chính hãng của Honda Việt Nam của mình. Thì cô chú anh chị mình bán cũng có cô chú anh chị gáp rồi, chạy rất là chất lượng như cô chú anh chị. Thì rim Thái thì mình chỉ có đầu chuông gia công thôi. Thì mình nói tới đâu thì mình nói với cô chú anh chị có cái kinh nghiệm tới đó. Thì tiếp theo đây là đây những cái đầu chuông của cây sắt này.
cây rách hiện giờ mình toàn khoảng tầm khoảng 20 bộ đầu chuông này, 4 nồi rồi bộ nồi của nó. Nhưng mà cây rách là những cái đời phu mập phu ít rồi đó. Đây là công ty chuyên phân phối nè, công ty Thiên Nhẫn của chú anh chị, thì không có ai làm hàng mà chia sẻ những cái này cho cô chú anh chị đâu. Mình có thể, tại vì công ty Thiên Nhẫn không có bán lẻ như cô chú anh chị, chỉ phân phối ra những cái cơ sở như của chúng em mà nhập số lượng nhiều vậy thôi, giống như mình là đại lý nhỏ phân phối cho Thiên Nhẫn vậy đó. Đó, đây là cái đầu chuông của cây Isaac, thì mình cũng để mình mở cái đầu chuông nào. Đây đây, có cái đầu chuông mở rồi, mình sẽ mở ra cây Isaac. Cây Isaac là phu mập đó cô chú anh chị, cái đầu chuông của phu mập thì tất cả đầu chuông đều có cái mã số trên đây hết luôn cô chú anh chị. Đầu chuông trên đây có mã số, đó là cái chuông chính hãng. Cây Isaac phu mập thì nó khác với phu neo phu ít là cái chỗ này thôi, cái chuông này với chuông với tầng răng này là giống nhau, thì nó khác nhau chỗ này. Thì cô chú anh chị có thể sàng qua sàng lại chỗ này cũng được nè, chỗ mà bắt cái bố này nè thì có thể tận dụng qua nhau được hết. Đây nè, rất là chất lượng. Thì cô chú anh chị nào đã mua những cái sản phẩm bên mình đã cầm trên tay thì mình không bao giờ làm cho cô chú anh chị thất vọng, thì mình bán với cái tâm cái nghề của mình. Rồi mình cũng nói luôn nha cô chú anh chị, mình rất là bận tiệc nên nhiều khi mình không muốn tiếp cô chú anh chị tới sửa xe, ví dụ tới phải bỏ xe lại chứ mình không làm vậy được nha cô chú anh chị, ngồi đợi mình không có thu nhập được nên mình cũng không muốn nhận đâu nha cô chú anh chị. Ví dụ từ xa cô chú anh chị tới mà lỡ cái xe hư thì cô chú anh chị sửa tại tận cái nơi của mình rất là cũng hay. Là một cái xe mà từ Đồng Nai, Bình Dương, ha, Tiền Giang hay Long An thì tới chắc ăn phải có sai sót và sẽ hư, thì mình cũng rất là đau lòng với phần đó nên mình không có nhận nha cô chú anh chị. Công việc mình bận rộn, công việc của mình là vừa sửa xe nè, vừa phải kiểm kho, kiểm hàng, nhập hàng rồi bán hàng rồi tư vấn những cái kỹ thuật nha cô chú anh chị, nên mình không có đủ thời gian để làm xe đâu. Mình đa số nhận ra nha cô chú anh chị, những cái phần mà ấy thì mình không còn nhận nữa tại vì cũng lấy nhiều bọt. Rồi tiếp theo mình giới thiệu cái mã nha cô chú anh chị. Hôm nay công ty giao xuống thì những cái bao bì này hơi xuất sắc các bạn. Đây là bây giờ bắt đầu năm 2023 thì Thiên Nhẫn sẽ phân phối bố càng lẻ nha cô chú anh chị, bố càng dài của quay rim nè. Quay rim thì này có thể xài chung với quay RS nè, rim quay đâu nè, thì phân phối bố càng dài thì cô chú anh chị tận dụng cái xương cái đế của mình á, thì dùng cái này khi bán thì mình có thể bán theo ba cục cao su chấm chấn ở đây nha cô chú anh chị, thì mình gắn vô đó là mình tận dụng được bố càng dài nè. Mình mua cái chuông chính hãng, chuông FCC rất là tuyệt vời. Thì bắt đầu hôm nay thôi, những cái đơn trước thì mình đi là bố càng ngắn nha cô chú anh chị, bố càng dài này thì hôm nay mình mới về hàng. Mà bố càng dài thì chỉ đóng gói như thế này thôi nha cô chú anh chị, đóng gói như thế này nè, đóng gói như thế này. Thì bắt đầu hôm nay mình sẽ lấy bố càng dài mình bán bố lẻ nha cô chú anh chị, còn bố nguyên đai nguyên kiện mà nguyên cái cụm như thế này á thì chỉ có bố càng ngắn thôi nha cô chú anh chị, mình cũng thông cảm cho mình. Nhưng mà càng ngắn mình thì mình thích, nếu mình gáp cho khách mình vẫn thích xài bố càng ngắn nha cô chú anh chị. Càng ngắn rất là tuyệt vời, rất là hay. Thì tay ga cũng đang chuyển về càng ngắn hết cô chú anh chị, đỡ vật vả. Thì đây nè, càng chính hãng là như thế này nha cô chú anh chị, bố càng lẻ. Thì mình bán thì mình nói với sơ bộ thôi, tại lúc này mình bận mình lên clip, cô chú anh chị chưa tin tưởng thì cũng mua rất là nhiều anh chú anh chị. Mình thì chuyên gì làm nồi, tất cả các nồi của Honda thì mình cũng biết cũng ok nha cô chú anh chị, tất cả những cái mã nồi của nó và cái cả của Yamaha, những bộ nồi tay ga siêu số. Thì đối với Yamaha thì hơi phức tạp một chút nha cô chú anh chị, mình cũng chưa có thời gian để triển khai để nói cho cô chú anh chị thêm. Thì mình quay clip mình dọn kho tới đâu mình gặp cái vấn đề gì mình sẽ nói. Còn đối với những cái này là vẫn có hàng giả nha cô chú anh chị, hàng giả thì cô chú anh chị mua. Rồi đối với những cái bóng đèn led thì giả rất là nhiều, mình mong cô chú anh chị mua với một cái tinh thần là mình phải nghiên cứu rất là kỹ rồi hãy mua hàng. Rồi mình xin cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều.